Ngày 1 tháng 12 năm 2023, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023, khởi công xây dựng nhà hạnh phúc cho em và trường đẹp cho em tại huyện Lang Chánh. Dự và chỉ đạo chương trình có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đỗ Thị Kim Hoa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo tỉnh Đoàn Thanh Hóa. Về phía huyện Lang Chánh tham dự chương trình có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, chương trình tình nguyện mùa đông là thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tổ chức đoàn thanh niên trong việc chăm lo đồng hành cùng thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thông qua chương trình đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Đoàn Thanh Hóa đối với huyện Lang Chánh, đặc biệt là đối với người dân và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy mong muốn huyện sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, các đơn vị, mạnh thường quân trong thực hiện các chương trình nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân địa phương. Chương trình đã trao tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 500.000 đồng mỗi suất và trao tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Yên Khương. Trao biển hỗ trợ xây dựng 3 nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi, trị giá mỗi ngôi nhà là 80 triệu đồng và nhận đỡ đầu các cháu đến năm 18 tuổi. Trao biển hỗ trợ xây dựng trường đẹp cho em tại điểm trường mầm non Yên Bình, xã Yên Khương, trị giá 330 triệu đồng. Trao tặng 2 phòng máy tính cho trường tiểu học Yên Thắng, xã Yên Thắng và trường tiểu học trung học cơ sở Tam Văn, xã Tam Văn. Trao tặng 300 áo ấm mùa đông cho các cháu học sinh trường mầm non Yên Khương, tổng trị giá chương trình hơn 1 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trường đẹp cho em tại trường mầm non Yên Bình, xã Yên Khương và khởi công ngôi nhà hạnh phúc cho em Lò Thị Trang ở bản Ngàm Bốc, xã Yên Thắng.